Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hành thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Triều Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 3, từ ngày 22 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 3, từ ngày 4 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3, tới ngày 17 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 3, tới ngày 29 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3, tới ngày 11 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 3 âm lịch.
Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thương họa. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng họa là người có tính cách hoạt bát, lạc quan yêu đời. Bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả. Khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Nhâm Dương Thủy gặp Ngọ Dương Hỏa là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ. Trong tháng này, đối với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến của quý gia chủ sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu quý gia chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là quý gia chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Quý gia chủ sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Quý nhân cũng sẽ giúp nâng đỡ, giúp quý gia chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn, rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp quý gia chủ lấy lại tinh thần. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Mậu Ngọ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tháng này quý gia chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hầu hết, quý gia chủ sẽ được thăng đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được. Tuy nhiên, quý gia chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc mọi người cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiền dành cho sau này. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định, tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính, cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà, dẫn đến túng thiếu. Để may mắn thành công, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ không suôn sẻ cho tuổi Mậu Ngọ. Trong tháng 3 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình.
Tử Vi còn cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình người bạn đời để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ hay là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh, tài lộc, quý gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất. Vật phẩm sẽ là trang sức đeo tay giúp chiếu căn lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ. Sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Mậu Ngọ có phần không được tốt như các tháng trước đó, bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc của quý gia chủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của quý gia chủ trong thời gian sau. Ngoài ra, cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho gia chủ. Nhìn chung, vận trình tháng 3 âm lịch tuổi Mậu Ngọ khá tốt, trong hung có cát, không cần quá lo âu, suy nghĩ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Mậu Ngọ trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy, chính tông, môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trên cuộc sống. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.